Xin chào tất cả các bạn nhé. Để có được một cây rau mầm này Nó phát triển đều đẹp thì nó gồm có những yếu tố nào Hay là những yếu tố nào tác động đến nó Và cách chăm sóc một cây rau mầm Làm như thế nào để cho nó được đều đẹp Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ của các bạn nha Bây giờ chúng ta bắt đầu nào Nói về rau mầm thì không còn xa lạ gì với chúng ta rồi Rất được nhiều người ưa chuộng Vì nó thứ nhất là non này Ngon dầu chất dinh dưỡng và đặc biệt nhá, nếu mà mình tự làm được thì nó rất an toàn, rất sạch. An toàn và sạch đúng nghĩa luôn đấy. Vì thế mà tôi cũng mong muốn là sau khi xem xong video này, các bạn có thể tự gọi uh, là thiết kế tự làm được những cái khay rau mầm sạch để phục vụ cho mình, cho gia đình mình hoặc là có thể là để gọi uh, là san sẻ cho những người thân khác. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại vấn đề chính này, trong quá trình sản xuất rau mầm này này trong quá trình trồng rau mầm này thì theo như tôi làm thì tôi thấy có bốn yếu tố mà ảnh hưởng đến gọi là sinh trưởng phát triển cũng như là chất lượng của rau mầm thứ nhất là phải nói đến đầu tiên là giống này thứ hai là ánh sáng thứ ba là độ ẩm và thứ tư là nhiệt độ này đầu tiên chúng ta nói về giống nhá thì thông thường là chúng ta thích loại rau mầm nào hay là thích ăn rau mầm nào thì chúng ta sẽ gọi là mua hạt hoặc là lựa chọn hạt của rau mầm đấy tôi có thể kể một số hạt để làm rau mầm thông dụng ví dụ như là hạt hương dương này tức là mầm hương dương này mầm rau cải này nó có cây củ này hoặc là cải bông này hoặc là mầm rau muống rồi là mầm đậu hà lan mầm đậu xanh vân vân còn như trước mặt đây là tôi đang lấy hình ảnh để giới thiệu về cái cách làm rau mầm đây đây là mầm lúa mạch nhé thực ra thì về làm rau mầm này tôi cũng làm khá nhiều loại rồi nhưng mà tôi sẽ lấy mầm lúa mạch này để giới thiệu này và tôi cũng khá thích về cái mầm lông mạch này, à, thứ nhất là cái giá trị dinh dưỡng nó mang lại này, thứ hai là cách sử dụng nhé, chúng ta có thể xào, nấu, làm rau ăn được này, chúng ta có thể à, gọi là làm những cái bột dinh dưỡng, hoặc là nếu là chúng ta có thể làm à, gọi là đường mạch nha, hoặc nữa là chúng ta có thể à, sử dụng để làm à, gọi là sinh tố, à, mình đã thử rồi sinh tố của mầm lông mạch này nó khá ngọt này, uống nó cũng thanh mát này đó là tôi giới thiệu qua về về gọi uh, là lựa chọn hạt rau mầm nha sau khi có hạt rồi thì chúng ta sẽ bước vào bước tiếp theo là chúng ta sẽ gọi uh, là sàng sạch sạch sẽ này hoặc là chúng ta đãi lại hạt này nhặt bỏ những hạt thối đi tức là lựa chọn lập như thế nào cho nó ít hạt thối càng tốt và đặc biệt là sau khi đã chọn được hạt rồi và đã sàng sạch rồi thì chúng ta phải đãi hạt nhé rửa hạt sạch sẽ nhé bởi vì là đại đa số là các bạn mua những hạt ở ngoài thị trường này hạt có thể là đóng gói hoặc là đóng thành từng túi thì có thể là trong quá trình người ta sản xuất hạt giống để tăng cây hoặc là tăng tăng cái thời gian sử dụng ấy hạn sử dụng hạt giống thì người ta có thể sử dụng một số chất bọc bảo, bảo quản hoặc là một số công ty nữa thì người ta phải xử lý những hạt giống để 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 tránh mỗi mọt này hoặc là sâu bệnh này đấy thì các bạn phải đãi thật sạch sẽ này sau đó là chúng ta sẽ ngâm ngâm nó tùy vào À, từng loại hạt giống mà chúng ta có thời gian ngâm khác nhau nha nhưng mà thông thường là à, từ gọi là 4 đến 12 tiếng nó tùy vào hạt, hạt giống này về cái kỹ thuật gọi à, là xử lý hạt giống này này từ sàng sảy cho đến ngâm ủ này gieo hạt thì tôi tôi đã có một cái video à, chia sẻ cùng các bạn rồi các bạn có thể xem lại nhé à, tôi không nói lại nữa nó sẽ gọi là kéo dài thời gian à, thứ hai nữa bây giờ chúng ta sẽ đến, đến nói đến vấn đề thứ hai là gọi là ánh sáng nhé khi mà chúng ta sản xuất ra mầm thì chúng ta hoặc là tránh ánh nắng trực tiếp chiếu vào những khay rau mầm của mình bằng cách là chúng ta che chắn này hoặc là chúng ta đặt những cái khay rau mầm của mình ở một cái sân được che nắng hoặc là hiên nhà làm thế nào mà tránh ánh nắng trực tiếp nó chiếu vào những cái khay rau mầm của mình ánh nắng mà chiếu vào thì nó sẽ làm cho cái khay rau mầm của mình là nó bị héo này mà đã bị héo thì nó sẽ rất nhanh thối Tuy nhiên là chúng ta chỉ che nắng thôi nhé, chúng ta không được che sáng hoàn toàn nhé. Nếu mà thiếu ánh sáng thì à, cái rong mầm của mình nó sẽ không có màu xanh, tức là nó sẽ có những cái màu là thiếu nắng, kiểu như là cái màu trắng, màu bạc. Nên như thế là nó sẽ lại ảnh à, hưởng đến à, gọi là những cái khay rong mầm của mình, ảnh hưởng đến à, cái chất lượng sử dụng của mình về về sau nhé. Còn à, yếu tố tiếp theo nhá, là yếu tố thứ ba là yếu tố ẩm độ nhé ẩm độ thì nó rất quan trọng, có thể gọi là sự thành bại của là sản xuất rau mầm là, 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 là phụ thuộc vào ẩm độ này. Ẩm độ nhìn chung là chúng ta kiểm soát được, bằng cách là chúng ta khô thì chúng ta tưới nước và à, thừa nước thì chúng ta đổ bớt đi. Tuy nhiên nha, tuy nhiên là các bạn để ý này, bởi vì là chúng ta đang trồng rau mầm ở trong điều kiện thứ nhất là được che nắng này, che nắng che gió này thì cái vấn đề ẩm độ này à, nếu mà nó nó ẩm quá thì nó sẽ bị một là hạt giống của mình ấy, tức là hạt giống mầm của mình là nó sẽ bị thối, bị mốc này, mốc trắng rất nhiều này. Đây các bạn có thể nhìn thấy là à, một số khay ở phía dưới dưới mình đặt ở dưới nó gọi là nó kín nắng quá, nó kín ánh sáng quá. Với là ẩm độ nó cao thì nó sẽ thối, nó sẽ mốc lên những cái mốc trắng sau đó nó chuyển màu đen làm cho cái khay hạt của mình là À, nó không lên được đều, nó không lên được đẹp như thế này mình sẽ bỏ đi này. À, nếu mà bị nấm mốc rồi mà mình còn cố gắng sử dụng nữa thì mình đang làm rau sạch cho an toàn từ dưng này rất độc, như thế là bỏ đi nhá. Còn tiếp theo nữa nếu mà nó khô quá, khô quá thì nó đầy ảnh hưởng đến uh, sự này mầm của hạt. Bởi vì cái hạt của mình nó đang này mầm mà nếu mà nó thiếu nước một cái thì cái cái rễ mầm của nó, của nó nó sẽ quắt lại, như thế là ảnh hưởng đến sự độc đều của hạt hay rau mầm vì thế là âm độ là rất quan trọng các bạn nhé các bạn phải để ý là đường nước ở dưới khay là vừa đủ này không được chạm vào khay này và thứ hai là ở trên mặt thì chúng ta không được để khô giữ ẩm được với với mức là độ ẩm vừa phải còn vấn vấn đề quan trọng nữa trong phần độ ẩm này là nước mưa nhé. nếu mà trời mưa gặp mưa thì các bạn cố gắng che chắn đừng để nước mưa hắt vào những cái khay rau mầm của mình nước mưa mà trúng vào những cái khay rau mầm này thì của khả năng thối của hạt là rất cao, à, nó còn ảnh hưởng đến cả của là cả cái khay rau mầm của mình luôn đấy. Nếu mà những cái khay rau mầm mình đã lên xanh đẹp rồi mà chỉ cần gặp được mưa thôi, thì nó cũng bị thối luôn, thối nhũn luôn đấy. Còn à, yếu tố cuối cùng nhé, là yếu tố nhiệt độ. Nhiệt độ thì à, ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển rau mầm là rất lớn này. À, thông thường chúng ta sản xuất rau mầm là vào là thời tiết mát mẻ, có thể là cuối thu, mùa đông hoặc là À, mùa xuân chẳng hạn và ít khi ít khi chúng làm uh, chúng ta làm vào mùa hè nếu mà chúng ta làm về mùa hè nếu mà với uh, là quy mô sản xuất lớn ấy thì chúng ta phải có hệ thống nhà màng nhà kính hoặc là nhà chuyên để làm rau mầm bằng cách là chúng ta có hệ thống thứ nhất là giải nhiệt hoặc là thoát khí vân vân còn nếu các bạn tự làm thì vẫn ok à, lý do tại sao đã không làm về mùa hè nhé thì uh, tôi đưa ra một số lý do như thế này, này. thứ nhất là vì Rau mầm làm ở điều kiện là thiếu nắng này, tức là phải che chắn nắng này. Thứ hai là nhiệt độ nó cao thì lường nước ở dưới khay nó bốc lên này. Còn ở trên mặt thì những cái hạt rau mầm của mình nó cũng ẩm độ cao và kèm theo nhiệt độ cao nữa thì nó rất dễ bị nấm, nấm mốc này gần như là nó phủ trắng hoàn toàn luôn, nó làm thối cả cái khay rau mầm của mình. Vì thế mà ảnh hưởng đến quá trình nảy mầm của hạt. À, kể cả cây nó lớn lên nó cũng hay bị thối bị rộp là rất nhiều nhé. đấy nếu mà các bạn có là ý định sản xuất rau mầm với quy mô lớn thì các bạn cứ gọi là tham khảo đấy là những cái gọi là những những cái cái yếu tố mà mình tự mình tự làm mình đang làm và mình uh, rút ra được uh, chia sẻ với các bạn hy vọng là các bạn có thể có một cái nhìn gọi là tổng quan hơn về sản xuất rau mầm rồi ok cảm ơn các bạn đã xem hết video nếu mà thấy hay thì các bạn cứ cho một lượt thích một lượt đăng ký kênh hoặc là có gì cần trao đổi thì các bạn cứ comment chúng ta cùng học hỏi và trao đổi lẫn nhau xin cảm ơn các bạn rất nhiều